Ok, trong clip này tôi sẽ tư vấn cho các bạn triển khai digital marketing cho một đơn vị spa. Thực ra thì đây là một đơn vị spa ở Hải Phòng. Thì nó sẽ có một số những vấn đề cần chú ý sau đây. Đầu tiên là mục tiêu đúng không? Các đơn vị triển khai spa thì chỉ mong muốn làm sao cho là có khách ngay lập tức hàng đến đúng không? Và sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp. Thì nó sẽ có một điều chút về cái vấn đề về đối tượng khách hàng. Thì chúng ta thấy là ở đây khách hàng ở đây thì sẽ phân ra làm nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Sẽ có đối tượng khách hàng đó là những người đã dùng rồi. Và sau đó việc của họ bây giờ là mình sẽ bắt buộc là phải làm sao cho là chỉ biến khách của đơn vị khác thành khách của đơn vị mình. Rồi tiếp theo là có những người đang tìm hiểu dịch vụ. Thì lúc này việc của họ đó là so sánh và tìm xem đơn vị nào làm tốt. À, có tiếp theo nữa sẽ có những người là chưa có khái niệm làm đẹp. Và việc của chúng ta làm cho họ thấy là phải có nhu cầu làm đẹp. À, thì đây nó sẽ là cái đối tượng mà đơn vị spa của chúng ta sẽ phải hướng đến. Thì như vậy lúc này từ các cái nhu cầu đối tượng này thì suy ra vậy chúng ta sẽ phải có các đối sách marketing. Thì như vậy là đối với những người đã dùng dịch vụ rồi. Thì việc của chúng ta là gì? Là phải làm cho họ nhìn thấy là tại sao là phải đến đơn vị mình. Ở đây nó sẽ có một số những cái bài liên quan đến vấn đề về tư vấn, chạy các bài về đánh giá, đưa các bài về so sánh để cho người ta biết là thế nào là đơn vị tốt thực sự. Để chuyển họ từ việc là họ đã dùng của đơn vị khác, bản thân họ đã từng trải nghiệm rồi. Thì đến bây giờ khi nhìn nhận được những cái thông tin cho chúng ta cung cấp thì họ sẽ liên lạc với chúng ta. Cái thứ hai với những người đang tìm hiểu dịch vụ thì thông thường nó sẽ phải có sản phẩm mồi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải có chương trình dùng thử, có chương trình liên quan đến vấn đề về tặng miễn phí, rồi có các chương trình liên quan đến vấn đề về chữa lại các cái dịch vụ bị lỗi. Còn đối với những người chưa khái niệm, đúng không ạ? Và bây giờ họ đang có nhu cầu thường nó sẽ là các cái buổi tư vấn miễn phí, các cái buổi trà, tiệc trà, giao lưu, mời người ta đến. Đó, thì thứ tư như vậy là cái kênh để triển khai marketing. Thì hiện tại bây giờ thì 70% thị trường sẽ là Facebook rồi. Mà chúng ta sẽ dùng Facebook và sau đó sẽ chạy mời khách hàng theo cái chiến lược mà chúng ta chọn ở phía trên. Vì nó có ba đối tượng cho nên là sẽ phải chạy ba loại. Thứ nhất là với dịch vụ thì sẽ chạy bài tư vấn đánh giá phân tích, chia sẻ với người ta thế nào là tốt. Đối với những cái sản phẩm dành cho nhóm đối tượng mà người ta đang tìm hiểu thì như vậy chúng ta sẽ phải có sản phẩm chim mồi, chương trình tặng miễn phí, tặng 200 vé, 300 vé, rồi có chương trình 299, 399, 599 tặng free. Những cái thứ nhỏ nhỏ thôi để kéo người ta đến, để cho nhân sự có sự tương tác hẳn. Kênh thứ hai mà chúng ta sẽ phải làm là chúng ta sẽ chạy quảng cáo YouTube xoay quanh cái khu vực mà chúng ta đang sống để review về cơ sở vật chất. Rồi một số những khách hàng đã từng dùng dịch vụ. Ok, thì chúng ta sẽ chạy và để cho người ta biết tới tên tuổi và biết tới địa chỉ. À, cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ có buổi tư vấn miễn phí, thường cái này chạy rộng đúng không ạ? Mà chạy rộng cái này thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thể áp dụng với hình thức nó là chạy quảng cáo. Ở đây là vẫn sử dụng chạy quảng cáo tương tác của Facebook để đẩy cái số người đăng ký và biết tới nhiều nhất. Thì đây nó là một số cái kênh và thường là chi phí để test. Nguyên tắc số 1 để làm tất cả các quá trình làm về marketing thì nó sẽ phải yêu cầu là chủ doanh nghiệp cần phải có mô đồ và xây dựng được bảng canvas.
cũng như ra được các cái chỉ tiêu về marketing. Nhưng có một cái điều buồn là rất nhiều doanh nghiệp ở đây là chưa có điều này. Cho nên là nếu mà hỏi đến đoạn này, thường doanh nghiệp sẽ bảo chưa biết, chưa có khái niệm và chưa bao giờ làm. Mà đến lúc này mà muốn để họ vẽ được cái này thì lại phải dạy họ một cái phần liên quan đến vấn đề xây dựng kế hoạch quảng cáo. Cho nên là đối với những cái doanh nghiệp này thì khi mà làm thì bọn tôi hay tư vấn là nên chạy test thử. Với ngân sách nó rơi khoảng tầm 2 triệu một ngày. Spa chúng ta sẽ phải làm như vậy. Tại vì là với 2 triệu một ngày này thì các bạn sẽ thu về được. Hiện tại bây giờ là với kênh quảng cáo Facebook, giá trung bình nó khoảng tầm 90 đến 100k trên 1 mét dành cho cái ngành là về spa này. Thì bỏ ra 2 triệu thì chúng ta sẽ thu được khoảng tầm 20 đến 25 tin nhắn mỗi ngày hỏi dịch vụ. Và như vậy thì ở đây nếu mà chúng ta làm tốt, tỷ lệ chuyển đổi đến nó sẽ được khoảng tầm 25 đến 30%. Thì nghĩa là ngày sẽ kéo thêm được từ 6 đến 7 khách nữa đến. Và nếu mà chạy ok được thì bắt đầu mình sẽ tăng tiếp lên. Tại vì nó có một đặc thù là với tất cả các ngành nghề dịch vụ, việc đầu tiên phải có khách hàng, sau đó bắt đầu mình tái chăm sóc và mình xử lý tiếp các vấn đề tiếp theo. Cho nên là nên chạy test thử với cái ngân sách này và tập trung nhiều tiền nhất vào Facebook để dùng cái quảng cáo Facebook để tạo ra được cái quá trình chuyển đổi. Sau đó thì chạy một tháng thì bắt đầu mình sẽ đưa ra các cái đối sách và chiến lược tiếp theo. Tại vì lúc này là kể cả chủ doanh nghiệp với cả đơn vị chạy quảng cáo đều biết được là ngân sách nó sẽ là bao nhiêu, thu về được bao nhiêu, hoạt động như thế nào rồi, thì nên chạy như thế này để đạt được cái quá trình hiệu quả trong cái quá trình thực hiện marketing của công ty làm về spa. Tại vì là tôi biết là rất nhiều đơn vị người ta còn chạy còn lên tới 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu một ngày cơ. Tại vì là quy mô của họ lớn, họ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Về nguyên tắc trong kinh doanh thì rõ ràng là nếu mà muốn làm gì làm thì nó phải có đủ cái số liệu thì nó mới có chuyển đổi được. Thì đây là cái số liệu ở trong cái ngành marketing này. Đây, đối với đơn vị làm về spa.